Không ra đâu. Nó chơi cái gì cũng phải sắm cho đá. Không cần nghe. Thank you.
Đặt cái anh Tùng ở chứ, để anh Tùng nó nhấp lâu quá nó xuất không vô. Cái anh Tùng mạnh vô chứ. Tùng mà nó thoải mái quá chứ, mạnh vậy là làm sao nó đá vô các bạn đó. Mà ban tự nhiên còn hiết màn cơ ra đứng đâu hoài đấy vậy? Thằng hiết nó chưa hết mà tự nhiên hiết nó đang tranh mà mình ra hoài chứ. Thu hai cái liền mà bên ông Tùng kia không cần. Thu hai cái liền mà sao ông kia bên ông kia không cần. Rồi kia bỏ Nhật vô lũ nó không chịu đá. Kêu Nhật vô bên ông kia không cần không chịu đá, bỏ Thuận lại. Đá mà đưa Phước vô là thấy đường thua rồi mà sợ mấy bên ông sợ. Cái đầu cũng phải. Cái đầu.
Thành binh bên đây là đá sai vị trí này, thành binh nó đá chỗ đó không được đâu. Binh đẩy vô giữa đường cảnh vô. Mình binh duyên dạng đứng để chờ bán mà thiếu người xuống thua. Vậy mà đưa nhặt vô nó kêu không cần. Rồi anh đây là vừa chứ sao không cần. Không có thằng cảnh bên bên thằng Giang yếu hơn bên con chứ tự nhiên. Đưa thằng Hoàng nó đường Hoàng nó phạt góc mà làm sao mà nó phạt được mà la. Đã đây banh ngồi kìa mượn. Banh Hoàng phạt góc được đâu mà cứ kêu Hoàng phạt góc mà la gì vậy. Chết nhỏ. Đá banh là đá cỡ 25 phút ra rồi vô đá lại mới ngon. Mình ráng 25 phút rồi thôi.
Mà đá trong trận mà thế ra ra luôn là ráng đá, chứ còn đá chơi cỡ 25 phút mà ra là vô vừa. Bên đây đá nhanh là có đường ăn nè, đá chậm quá. Bôn là bôn điều. Vô đâu? Ở Thiện hay dữ. Thằng Cảnh ra phạt kép đây chứ hòn phạt không được mà la gì. Kiều đây vừa màu á. Thế anh Tùng ra bên đông thu ngược coi chứ, để anh Tùng sân khó chịu rồi chứ. Bên Giang đã nhanh lên bên kia thua à. Ô tiền đạo hay cơ. Cái thằng chút xíu mà để nó đứng cột.
Em hai hả? Các mạnh chỗ vàng ấy. Kéo hai kéo nhìn mập ơi, nó tiền đạo ảnh hưởng gì mà thua. Tự nhiên nó tiền đạo ảnh hưởng gì nào về thua ảnh hưởng chứ không mập. Giờ bên này Giang nó sung lên ăn chứ. Đi
ba cái banh nào mà đâu hết rồi. Nhất đi ơi. Con không việc á. Cơ không á. Cơ không á chị. Không có chuyện vậy. Có đối phương đứng đây mà chửi chuyện cái rầm vậy. Lâu. Chuyện hậu vệ biên là chống chân chuyện chứ nó có tiền đạo rồi chuyện. Đó. Phát tàu lao mà hồi là tàu u. Phát vậy mà đúng. À, ê, hít xe ra nó đá trúng cái đầu ấy. Vô chưa? Lên ba. Ra được lắm chưa? Lào đá mà đá gì mà nghe thằng Đặng Lộc ở dưới mình tiền đà chưa, người ta chưa triển khai báo hậu vệ mình lên chơi đó đúng. Mình chủ ý tiền đạo chứ hậu vệ mà cứ lo đâu không. Là cái gì vậy? Chiếc điểm.
Rớt một chim. Thank you.